mang đến niềm vui nhỏ, thổi bùng đam mê lớn, nâng tầm từng khát vọng, chắp cánh những ước mơ. PVGas mang nguồn nhiên liệu sạch, hiệu quả và an toàn đến cho quốc gia, đảm bảo an ninh lương thực, an ninh năng lượng cho nước nhà, góp phần đưa Việt Nam vươn ra thế giới, hướng tới tương lai. PVGas, năng lượng khơi nguồn đổi mới. Tổng công ty khí Việt Nam PVGas, năng lượng khơi nguồn đổi mới. Quý vị và các bạn đang đến với bản tin tiêu điểm thị trường. Kính thưa quý vị, theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, mặc dù năm vừa qua xuất khẩu cà phê đạt 4 tỷ đô la Mỹ, nhưng Việt Nam vẫn chưa khai thác được hết giá trị của loại nông sản này, khi vẫn chỉ coi đây là một mặt hàng xuất thô. Ngành cà phê Việt Nam đang phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng cả khách quan lẫn chủ quan như biến đổi khí hậu, cạnh tranh từ các loại cây trồng khác, tái canh những cây cà phê già cỗi, chi phí sản xuất tăng cao hơn trong khi giá cà phê thế giới đang ở mức rất thấp. Làm thế nào để tăng giá trị cho cà phê Việt? Đây sẽ là nội dung chính có trong tiêu điểm thị trường ngày hôm nay. Bên cạnh đó là rất nhiều thông tin thị trường đang được quan tâm. Xin cảm ơn Tổng công ty Khí Việt Nam, công ty cổ phần PVGas đã đồng hành cùng chương trình. Mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là những tin tức thị trường đáng chú ý. Cùng với sầu riêng, giá mít gần đây tiếp tục tăng cao. Cá biệt có loại mít trước chỉ có giá vài chục nghìn đồng trên 1 kg, nay tăng tới 100.000 đồng trên 1 kg. Tại Tiền Giang, phần lớn các phượng mít báo giá mua mít nhất với giá 50.000 đồng trên 1 kg, mít nhì 40.000 đồng trên 1 kg, mít kem lớn 40.000 đồng trên 1 kg, mít kem nhỏ 30.000 đồng trên 1 kg. Tại Hậu Giang, An Giang, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Vĩnh Long, thành phố Cần Thơ, giá mít tăng 2.000 đồng trên 1 kg so với hôm qua. Cá biệt giống mít Indo ruột đỏ loại 1 giá khoảng 100.000 đồng trên 1 kg, cao nhất trong năm qua. Theo các thương lái và vựa, giá mít Thái sẽ tiếp tục có xu hướng tăng khi mùa thu hoạch mít rộ đã qua, trong khi đó nhu cầu tiêu thụ bên Trung Quốc cần nhiều. Trong khi xuất khẩu thủy sản sang top 10 thị trường lớn nhất đều giảm từ 18 đến 50% so với cùng kỳ, riêng Anh, thị trường lớn thứ 6, vẫn được giữ tăng 22%. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam và SEP, 2 tháng đầu năm 2023, Anh nằm trong số rất ít các thị trường có tăng trưởng dương nhập khẩu thủy sản Việt Nam. Riêng với sản phẩm cá tra, tính tới giữa tháng 2 năm 2022, xuất khẩu cá tra sang thị trường Anh đạt gần 7 triệu đô la Mỹ, chiếm 4,5 giá trị xuất khẩu đi các thị trường. Lợi thế thuế quan ưu đãi theo Hiệp định Thương mại Tự do là cơ hội để các doanh nghiệp tận dụng, nhất là bối cảnh các nhà nhập khẩu muốn tìm kiếm các nguồn có giá cạnh tranh. Do vậy, cùng với Trung Quốc, VASEP dự báo thị trường Anh cũng là một điểm đến lạc quan cho các doanh nghiệp cá tra trong năm 2023. Là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư FDI, tỉnh Bình Dương không ngừng nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, hoàn thiện thêm nhiều tiện ích để tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp. Sắp tới đây, tòa nhà WTC thuộc Trung tâm Thương mại Thế giới của địa phương này sẽ có thêm những dịch vụ chất lượng cao nhằm mang đến nhiều tiện ích hơn cho các nhà đầu tư. Tổ hợp văn phòng hội nghị thương mại WTC Tower được BKMS IDC khởi công xây dựng từ tháng 10 năm 2020. Đến nay, công trình đã hoàn thành và đi vào hoạt động. Việc xây dựng WTC Tower thuộc chuỗi dịch vụ của thành phố mới Bình Dương không chỉ hoàn thiện chuỗi tiện ích phục vụ khách thuê, cư dân khu vực mà còn đồng hành cùng các doanh nghiệp từ giai đoạn khởi nghiệp đến phát triển, trở thành động lực kích thích giao thương, thu hút nhà đầu tư tìm đến đây phát triển kinh doanh. Với vị trí chiến lược ở thủ phủ công nghiệp cùng thiết kế tòa nhà xanh thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng, hiện tại WTC Tower đạt tỷ lệ lấp đầy gần 1.000 m2 trước thềm đi vào vận hành, cho thấy sức hút và tiềm năng phát triển của nơi đây trong tương lai gần. Mới đây, BKMS IDC đã ký kết hợp tác với các đối tác chiến lược là các thương hiệu doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực dịch vụ và đơn vị môi giới uy tín. Đây được xem là cột mốc quan trọng đánh dấu sự khởi đầu và phát triển của WTC Tower trong năm 2023, cung cấp thêm nhiều lựa chọn dịch vụ chất lượng cao tại thành phố mới Bình Dương. Để góp phần tôn vinh và nâng cao giá trị cà phê Việt Nam, nhiều hoạt động chương trình đã được diễn ra trên khắp cả nước. Mới đây, chương trình Tôn vinh cà phê Việt lần thứ nhất năm 2023 do báo Người Lao động khởi xướng và tổ chức vừa diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là hoạt động nhằm nâng cao giá trị hạt cà phê cũng như cùng nhau
đưa ra các giải pháp nâng tầm cà phê Việt. Tôn vinh cà phê Việt sẽ là sự kiện được tổ chức thường niên nhằm chung tay nâng cao giá trị, hiệu quả kinh tế và kiến tạo vị thế quốc gia cho cà phê, đồng thời là nhịp cầu hỗ trợ kết nối giao thương cho các doanh nghiệp, truyền thông và tiếp thị sản phẩm, thương hiệu cà phê, đưa cà phê và văn hóa cà phê lên tầm cao mới, xứng đáng với vai trò, vị thế của thức uống được mệnh danh là vàng đen. Tại chương trình này, có sự tham gia của nhiều thương hiệu cà phê nổi tiếng trên cả nước. Bằng các gian hàng trưng bày của mình, các đơn vị đã giới thiệu và trình diễn các loại cà phê đặc trưng nhất dành cho khách tham quan. Bên cạnh các hoạt động chính nhằm giới thiệu và tôn vinh cà phê cũng như văn hóa cà phê, chương trình còn mang đến không gian giao lưu văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, cũng như các buổi giao lưu giữa các chuyên gia, doanh nhân với những người yêu cà phê. Thưa quý vị, dù đứng thứ 2 thế giới về xuất khẩu cà phê, nhưng Việt Nam chưa có thương hiệu nào góp mặt trong danh sách 10 thương hiệu cà phê đắt nhất thế giới. Vào năm 2022, Việt Nam xuất khẩu hơn 1,78 triệu tấn, kim ngạch xuất khẩu hơn 4 tỷ đô la Mỹ, giá cà phê xuất khẩu bình quân đạt 2.293 đô la Mỹ trên tấn. Thế nhưng 90% lượng hàng xuất khẩu là cà phê nhân, lợi nhuận thu về chưa tương xứng với lượng hàng xuất đi. Xây dựng thương hiệu và có hướng đi bền vững để cà phê Việt có được vị thế trên bản đồ thế giới là cách để nâng cao giá trị cà phê Việt. Theo Hiệp hội Cà phê Cacao Việt Nam, tổng diện tích trồng cà phê cả nước khoảng 710.000 hecta, nhưng thu hoạch chỉ khoảng 650.000 hecta và chế biến sâu với tỷ lệ rất thấp. Thực tế, thời gian qua, giá trị bền vững trong lĩnh vực cà phê đã tăng từng năm khoảng 23% trong 2 năm qua với nhiều chương trình phát triển cà phê bền vững. Có điều chúng ta chỉ đang phát triển phần ngọn và chưa quan tâm giải quyết phần gốc. Giải quyết phần gốc như thế nào thì cần các doanh nghiệp, cần có sự tham gia của nhà nước chung tay để chúng ta giải quyết cái gốc đầu tiên. Đầu tiên, để tham gia các hiệp định thương mại tự do hiện nay, chúng ta đều chú trọng vào chỉ dẫn địa lý, truy xuất nguồn gốc và những cái quyết định là an toàn vệ sinh thực phẩm. Đó là cái mấu chốt cho ngành cà phê phát triển mạnh. Thực tế, từ việc xuất khẩu cho thấy ngành cà phê chịu nhiều cạnh tranh nên áp lực sẽ không nhỏ. Do đó, phải tập trung xây dựng thương hiệu tốt. Hiện nay, rất ít công ty làm thương hiệu cho cà phê Việt Nam xuất khẩu ra thế giới. Thái Lan có loại cà phê cao cấp bán từ 50 đến 100 đô la Mỹ một ly ở các khách sạn 5 sao trên thế giới. Điều đáng buồn là nguồn cà phê thô để tạo ra loại cà phê cao cấp này đến từ Việt Nam. Công ty Thái Lan họ mua những cái hạt cà phê của Việt Nam, họ về chế biến và họ làm thương hiệu. Thì là cà phê Ivory là một trong những cái loại cà phê mà nổi tiếng nhất và mắc nhất thế giới. Cũng như là một cà phê nữa là cà phê gọi là Geisha ở Panama. Họ làm thương hiệu là họ truyền là trồng trên dãy núi lửa có chất này nó lọ và họ bán rất là mắc, từ 600 đô một ký. Thì hiện nay đối với Việt Nam thì chúng ta chưa có một cái thương hiệu nào mà đứng trong 10 loại cà phê mắc nhất thế giới. Ngay trong nước mình không thôi chúng ta đã thấy là chúng ta không tồn tại được rồi. Vì không có 10 ông hoặc là 1.000 doanh nghiệp cũng đang làm về cà phê như nhau hết, không có sự khác biệt. Và sau đó chúng ta phải cạnh tranh nhau để chúng ta tồn tại. Còn ra thế giới thì lại hoàn toàn khác nữa. Nói gì thì nói, muốn cà phê sạch, muốn cà phê nổi tiếng, muốn gì sản lượng bao nhiêu thì vai trò người nông dân đóng vai trò rất quan trọng. Không thể doanh nghiệp nào mà lên làm hàng trăm hàng nghìn hecta để Tây Nguyên để mà sản xuất cả. Nếu người nông dân không thông suốt, không hiểu hết, không nhận thức hết được cái vai trò của người nông dân trong vấn đề chỉ biết cà phê sạch thì tôi nói mãi mãi chúng ta sẽ là đi sau hết. Cà phê Việt Nam đang ở đâu trên bản đồ cà phê thế giới? Theo các chuyên gia, đây là cái chúng ta phải suy nghĩ để tiếp tục tái canh, tạo thương hiệu, chế biến tinh sản phẩm. Theo Bộ trưởng Lê Minh Hoan, sự đoàn kết từ cộng đồng doanh nghiệp đóng vai trò rất quan trọng. Nhiều doanh nghiệp cà phê lớn không tham gia Hiệp hội Cà phê và Cacao Việt Nam. Bộ trưởng dẫn chứng, ngay như con cá tra của đồng bằng sông Cửu Long lâu nay thống lĩnh thị trường thế giới, không ai cạnh tranh lại mà có lúc trồi sụt không bền vững. Còn ngành cà phê chịu nhiều cạnh tranh lớn thì sẽ ra sao? Đâu không có trả đồng bằng có ai cạnh tranh đâu, thế giới này đâu có cạnh tranh đâu, có mấy tỉnh đồng bằng sông mà nó cũng cứ trồi sụt. Mỗi lần hội chợ ông này kéo giá xuống một chút để bán trước, ông kia kéo giá thì ông này kéo giá xuống. Huống chi là cà phê chúng ta đang cạnh tranh rất nhiều thế giới, một cái món độc quyền mà chúng ta còn làm cho nó không bền vững. Thành ra muốn bền vững hay không là bắt đầu từ cái tư duy của doanh nghiệp.
Nhiều ý kiến cho rằng muốn truyền thông điệp tăng giá trị cà phê lên 5-10 lần thì phải định vị lại dòng sản phẩm, xu thế thị trường, nhu cầu thị trường. Đẩy mạnh chế biến tinh thì cần phải tìm hiểu nhu cầu của khách hàng để cung cấp sản phẩm phù hợp. Bên cạnh đó, cần sớm giải quyết phần gốc của ngành cà phê như xuất xứ, chất lượng, xây dựng thương hiệu. Ngoài ra, nhà nước cần phải có phương án hỗ trợ vốn vay, bởi với mức lãi suất 12% mỗi năm như hiện nay thì khó để doanh nghiệp đầu tư phát triển. Thưa quý vị, với sự tham dự của hàng trăm doanh nghiệp trong và ngoài nước, Hội chợ Quốc tế Đồ gỗ và Mỹ nghệ xuất khẩu Việt Nam VIFA Expo năm 2023 đã chính thức diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh với nhiều hoạt động thiết thực. Hoạt động này được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp ngành gỗ và thủ công mỹ nghệ mở rộng thị trường xuất khẩu, khôi phục sản xuất và kết nối thêm đối tác tiềm năng. Với chủ đề Hội tụ tinh hoa đồ gỗ và mỹ nghệ Việt Nam, VIFA Expo 2023 thu hút 612 doanh nghiệp tham gia với hơn 2.400 gian hàng, tăng gấp 3 lần so với năm 2022. Đặc biệt năm nay thì có sự tham gia của 140 doanh nghiệp nước ngoài tại 17 quốc gia trên thế giới. Với không gian trưng bày chỉnh chu hoành tráng trên diện tích 40.000 m2, nơi đây hứa hẹn sẽ làm hài lòng các nhà mua hàng trong và ngoài nước. Hội chợ Quốc tế Đồ gỗ và Mỹ nghệ xuất khẩu Việt Nam Expo 2023 sẽ diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 3 năm 2023 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Các doanh nghiệp sẽ đem đến các sản phẩm mới đa dạng về mẫu mã và thiết kế, từ đồ gỗ, đồ nội ngoại thất, đồ trang trí, thủ công mỹ nghệ đến nhiều loại quà tặng, gỗ nguyên liệu, máy móc, phụ kiện. Cái hội chợ này thì rất là lớn, có nhiều khách nước ngoài tới nên là cái cơ hội mà tìm kiếm khách hàng cũng rất là cao. Đây là cơ hội lớn cho các cửa hàng của UK và chúng tôi hy vọng trong những ngày tới đây tại VIFA Expo thì chúng tôi sẽ tìm được thị trường tiềm năng mới tại Việt Nam. Cũng trong kỳ hội chợ VIFA Expo lần này, ban tổ chức phát triển nền tảng triển lãm trực tuyến VIFA Expo Online Platform với nhiều tiện ích được tích hợp và đã nhận được thông tin đăng ký của hơn 4.000 khách tham quan là các nhà mua hàng tiềm năng trong nước và quốc tế. Việc quảng bá xúc tiến cho VIFA Expo đã được đầu tư từ tháng 10 năm ngoái thông qua những kênh quảng bá trong và ngoài nước, đặc biệt là các khu vực tiềm năng và thị trường mới. Tập trung là kêu gọi các khách hàng từ các nước truyền thống, tôi đặc biệt là kêu gọi là các nước đến từ các khu vực khác như châu Phi, là Trung Đông, Nam Mỹ, để làm sao chúng ta để là mở rộng cái thị trường xuất khẩu của Việt Nam. Thứ hai á, là tụi tôi để tổ chức những cái buổi giao lưu giữa nhà mua hàng và những nhà bán hàng. Thưa quý vị, VIFA Expo 2023 được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm kinh tế của cả nước và là điểm tập trung của những sản phẩm đồ gỗ thủ công mỹ nghệ cũng như là đồ trang trí nội thất, hứa hẹn sẽ làm hài lòng tất cả các nhà mua hàng. Người tiêu dùng trong nước khi đến với triển lãm lần này thì cũng có thể tìm kiếm và sử dụng những cái sản phẩm đồ gỗ, đồ thủ công mỹ nghệ đặc sắc và tham gia những trải nghiệm thú vị. Đến đây, bản tin tiêu điểm thị trường ngày hôm nay cũng xin phép được khép lại. Một lần nữa xin được cảm ơn Tổng công ty Khí Việt Nam, Công ty cổ phần PVGas đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.